Khánh ơi, xem MV xong em nghĩ gì, muốn nói gì? Hôm nay diện đồ cũng rất cầu kỳ đúng không em? Dạ, lần đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, lời thứ hai thì em chỉ muốn nói là ngày hôm nay với bộ trang phục này thì em... Lúc mà em lên đây em cảm giác em bị lừa đó mọi người. Tại vì Hòa nhắn cho em là dress code của tất cả mọi người là sẽ là mặc đồ giống như vậy hết. À dạ. Cảm ơn. Lúc em lên thì em thấy không có một bóng dáng nào cả. Sai nha, dạ. Có, nhìn nghiêm ra. Anh ơi, lúc em lên là không có ai thật sự. Vì em thấy sớm nhất. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đó, em kiểu em lo lắm kìa, em sợ lắm. Mà nhất là đặc biệt là những đồng chí trong hội xa nhập ngũ của em. Đây. Bàn rất dữ dội, em nổ lắm. Mà không ai mặc gì hết. Cảm ơn Đứng lên cho người ta thấy tại sao không mặc đồ. Ủa, tại sao không mặc áo tứ thân đúng chưa? Ủa, áo dài khăn đóng tụi nó lộ tứ thân luôn. ST Sơn Thành ở đây à. Đây anh Tú ở đây luôn à. Đó, đây là các đồng chí hẹn rồi cũng họp rồi bàn bạc thảo luận rất là nhiều nhưng mà không ai mặc cả. Dạ. Thế bây giờ cho Minh Sùng một cái cảm xúc đi. Cảm xúc của các bạn khi xem xong cái MV lần này như thế nào? Em nói trước luôn, nói trước luôn lại nha. Cảm xúc của em thì rất là đã và cảm thấy rất là vui vì mừng cho Hòa. Bởi vì sau 3 năm đây là một cái sản phẩm được đầu tư rất là chỉnh chu, rất là hoành tráng để gửi đến các bạn khán giả của Hòa Minh Di. Cái đó là cảm xúc của em. Em chỉ có một thắc mắc duy nhất thôi. Đó chính là son thì màu cũng cái loại đó cũng có đeo len không hả? À dạ. Đeo len màu xanh đó, xanh màu biển. Xanh dạ. Biển đúng không em? Biển nha. Chúng tôi xin được... Chúng tôi sẽ được có đính đá nữa đúng không chị? Đính đá nữa. Chúng tôi ghi nhận câu hỏi một tí xíu nữa kêu này là mình sẽ giải đáp ngay. Dạ vâng. Tiếp nối ST thì sao ạ? ST chắc là đầu tiên cho phép ST xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. ST nghĩ rằng là mình sẽ có một cảm xúc giống như tất cả mọi người. Mọi người thấy sao ạ? Đó là cảm xúc chung của ST. Và hôm nay ST cảm thấy rất vui khi được có mặt tại đây và xem một tiết mục, một MV rất là đẹp như thế này. Và mỗi lần mà biến hình là ST nổi da gà luôn. Có rất là nhiều trend biến hình sắp tới nữa đúng không ạ? Cảm ơn ST, còn anh Tú sao em? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thực sự cảm xúc của em thì rất lâu rồi, từ rất lâu rồi Hòa Minh Di mới có một cái họp báo thật lớn và hoành tráng như thế này. Thì quan điểm của em khi em xem sản phẩm đấy, em thấy là chỉnh chu tất cả mọi thứ. Không chỉ đơn thuần là đẹp đâu mọi người, ở đây còn rất hay và đầu tư rất là nhiều. Đầu tư cả về ý tưởng cũng như là chất xám của mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành cho Tú cũng như tất cả mọi người có một cái sản phẩm cực kỳ hay. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn Kim ạ. Thank you. Cảm ơn ba chàng trai. Dạ. Mời các bạn tiếp tục ủng hộ cho Hòa sắp tới. Hòa, em muốn nghe ý kiến của ai nữa không em? Rất là điện trai, hôm nay xin sao thấy sao nè? Xin chào tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay ạ. Thật sự thì những cái cảm xúc của em thì mọi người các anh trước đã nói hết rồi. Nhưng mà có một cái em rất là để ý, đó chính là chị Hòa. Trong ánh mắt chị Hòa thì có một cái gọi là một cái năng lượng rất là tự hào, cũng rất là gọi là rất là tâm huyết. Nó rất là kiểu hạnh phúc. Em chưa từng thấy một cái ánh mắt nào nó hạnh phúc như thế trong mắt chị Hòa. Và em cảm giác là mọi người trong ekip, tất cả mọi người đã cùng nhau làm một cái sản phẩm quá tuyệt vời. Mọi người đã cố gắng hết sức và chỉ mong rằng sản phẩm này sẽ thật là được thật là nhiều sự yêu thương từ mọi người và để cho bù đắp lại những cái giọt mồ hôi đã rơi xuống của ekip chị Hòa được không ạ? Cảm ơn chị Sơn rất nhiều. Cảm ơn chị Sơn. Rất mừng với chị. Cảm ơn em. Với cái ý mà ekip rất là khó khăn trong việc là hoàn thành sản phẩm lần này là đúng nha quý vị. Một tí xíu nữa chúng ta sẽ khai thác là vì sao lại khó. Thành viên tiếp theo mà rất là coi như là người trong nhà rồi. Dạ. Gia đình Hoa Gia Bụt. Eric. Dạ. Hoàng Dương này, Quang Trung này, U Công Nam đang suy nghĩ nha. Có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời. Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến các anh chị em nghệ sĩ, các anh chị phóng viên báo đài và cũng như là toàn thể các bạn fans lại gia đình nhà Liều của chị Hoa. Yeah. Hôm nay đang có mặt. Chào thầy. Thực sự là hôm nay thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy hãnh diện với chị gái của em. Tại vì là sau 3 năm trời chị mới comeback và với một cái sản phẩm mà em tin là chị cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết của chị cũng như là ekip. Và điều đặc biệt là khi mọi người xem, từ nãy giờ xem MV mọi người để ý là MV không hề có tài trợ luôn. Tức là chị Hòa tức là chị Hòa đã bỏ tiền túi ra để làm và không biết là em có được tiết lộ một xíu về con số. Tiết lộ là có 9 số 0 thôi. Thầy thì thầy muốn bổ cái gì ra để mình dự đoán không thầy? Con số giùm em đúng thầy. Đúng nhận sai cãi. Đúng nhận sai cãi giùm em thầy. Cho nên là em nghĩ là trong vòng 3 năm vừa rồi chị cũng đã dành rất nhiều sự nghiên cứu của mình cũng như là để đầu tư cho sản phẩm thị màu lần này. Và em rất mong rằng là tất cả mọi người ở đây, các anh chị em nghệ sĩ, các anh chị phóng viên báo đài sẽ sau ngày hôm nay sẽ ủng hộ thật nhiều cho thị màu để giúp cho sản phẩm leo top thật là nhanh trong Yeah. Cảm ơn mới đấy anh. Ủa thế là đầu tư phép? À
mượn em mượn à? Cảm ơn thầy nhé. Mày nói với tao cái đó thì sao mà cứ phải nói ở đây. Thôi thì cứ sang nha thầy nha. Ừ. Và tiếp nối hồi nãy giờ toàn là đàn ông không luôn á. Bây giờ phải trời có ơi, một bóng hồng xuất hiện chứ. Dạ. Á Hồng Châu. Yeah. Em thương chị. Dạ, đầu tiên em chưa Nguyên Châu xin được chào tất cả các anh chị phóng viên báo chí và tất cả các bạn fan của Hòa đang có mặt ở họp báo ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị nghệ sĩ. Thật sự là hôm nay Châu là kiểu rất là ít đi những cái họp báo, tại vì thật sự là mình kiểu ngại khi mà đến những cái buổi sự kiện á. Nhưng mà Hòa là một người mà Châu rất là quý từ cái lúc mà Châu tiếp xúc, tức là mình thấy bạn ở trên TV, và tới khi mà mình được tiếp xúc, mình quay chương trình với bạn, gần đây nhất là Châu quay với Hòa cái Biển của Hy vọng, và Châu thích luôn, Châu rất thích bé này, và Châu nói là em mà có làm cái gì chị cũng sẽ ủng hộ, em mà bị chia tay bồ thì cứ gọi chị, tức là cỡ nào chị ơi em chưa có ấy mà chị kêu em là chia tay, thế là bây giờ là cứ là thế nào đây? Thế là em rất thích cái tính của bé Hòa, nên là em nói là bé Hòa sẽ là một người mà ai tiếp xúc với Hòa rồi sẽ luôn muốn ủng hộ tất cả những gì bạn làm. Và hôm nay là em nhất định là em mới tới cho bằng được. Để mà Hòa nói là lâu lắm rồi em mới làm một báo chị Châu qua với em. Và tất cả những cái gì mà em thấy nãy giờ thì em cũng giống như là Eric nói là không có tài trợ, là em để ý cái điều đó đầu tiên. Tại vì em luôn nhớ hoài cái hình ảnh mà em lướt TikTok, em thấy Hòa ngồi bán livestream son á mọi người. Từng cây son, và có một đêm em thấy Hòa chốt cả ngàn cây luôn. Chị ơi, mình nói đoạn trước, nó thương hơn. Thì chị đang mới nói là Hòa rất là tất cả những cái vất vả đó là để Hòa dồn hết. Là một ngàn cây là vất vả chưa? Nhiều lắm anh, cực lắm anh. À là cực livestream, còn thu lại thì vất vả lắm. Nhiều thì vất vả lúc đến tìm bé nhờ. Thì tức là Hòa, rồi Hòa đi diễn và em đã quay chương trình Mình Cũng Hy Vọng với Hòa, là em thấy là Hòa quay xong với em là tức tốc leo tàu đi sân bay 2-3 chuyến để bay một cái chuyến nối chuyến về đi diễn tiếp. Tức là rất cực và nằm ngủ, tức là mật ra lúc nào là ngủ lúc đó, thì tất cả những cái đó là để có tiền làm được cái sản phẩm mà mình coi 5 phút là xong. Trời ơi, hay quá trời ơi. Em hy vọng là em đi của Hòa sẽ được mọi người ủng hộ và hãy share thật nhiều cho Hòa vì em rất là thương bé này. Trời ơi, hay quá. Á Hậu có khá tha, bên đây được chuyển 100, Duyên Châu 500 em nha. Tuyệt vời. Đúng không hả? Chị đúng thích chưa? Gì ở đâu shop là em tặng liền chứ không bán nữa. Đấy thì bóng hồng tiếp theo luôn à. Dạ, siêu mẫu Á Hậu Hoàng Thùy. À, bây giờ mình phải đi thôi, không ở đây được. Sao vậy? Em tấn công ở bên kia. Đúng, em phụ trách mặt bên này. À, chạy qua nó so chiều cao với em. Em đã bảo chị phải đi ghét cao rồi. Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên Thùy nhớ là trong 12 năm làm nghề của Thùy thì đây là lần đầu tiên mà Thùy đi họp báo một MV ca nhạc. Wow, rất thương Hòa đấy. Để nói về MV thì cũng có cái cơ duyên từ một câu nói trending của Hoàng Thùy là có đỏ mà không có thơm thì lên cơn đó gì. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự là gia đình Hoa Dương Bụt rất là tự hào về Hoàng. Cảm ơn chị. Một triệu nha. Chị là Hoa Dương Bụt đại đấy. Thùy rất là thích cái hình ảnh này của Hòa, và Thùy nghĩ rằng khi mà Hòa gửi cho Thùy cái poster mời Thùy đi họp báo, và Thùy nói là một cô gái quê ở Bắc Ninh, với một hình ảnh này thực sự rất là hợp với Thùy, và Thùy hy vọng là sau này các sản phẩm âm nhạc khác của Hòa sẽ là gắn liền với hình ảnh của một cô gái Việt Nam rất là dịu dàng nhưng mà rất là cá tính như thế này. Cảm ơn chị. Cảm ơn Hoàng Thùy rất nhiều. Tối đây là một xe nữa em nha. Dạ. Xe nữa gặp em liệu sự thiệu như nào tính xong. Ồ khoan em ơi, ồ mình thời lượng họp báo bao nhiêu tiếng đấy? Ồ tôi chết rồi. Ừ chứ. Ý là mình phải book thêm thôi. Đâu cả ngày được. Ừ. À, bao đạp được thôi. Bao đạp đúng không em? Chơi chứ. Em báo số tài khoản trước rồi em trả lời sao? Được ạ. Dạ. Trăm bảy. Trăm. 5507 Việt Công Bằng. Trời ơi, tức ghê á. Dạ, sao Trâm là một ca sĩ mà đây cũng là một cái nhân vật khó tính trong âm nhạc. Dạ, thế hôm nay thấy cái sản phẩm thì màu lần này như thế nào? Cảm ơn anh. Yes. Trâm Trâm Bùng Hòa. Xin chào tất cả mọi người. Các anh chị em báo chí, các bạn fan, các anh chị em nghệ sĩ. Ngày hôm nay là chị thấy chị rất là vui. Bởi vì chị thấy được hình ảnh của Hòa mấy năm trước khi mà chơi Gương Mặt Thân Quen với chị. Yeah. Có một đêm em rất tỏa sáng cho cái một cái vai diễn trong một cái vở Tuồn. Và chị luôn mong chờ cái hình ảnh đó sẽ được tái hiện. Bởi vì Hòa rất là giỏi về những cái mảng về dân gian. Tại vì em chưa
khám phá được bản thân mình thôi. Nhưng mà trong cái cuộc thi đó em đã Châm biết là em đã hiểu được mình có được cái yếu tố đó, và ngày hôm nay thì Màu xuất hiện. Chị cảm thấy rất là vui nè, hạnh phúc cho em. Sau những biến cố trong cuộc sống thì em đã quay trở lại với âm nhạc, với một cái sản phẩm rất là em, rất là đẹp. Nó vừa mang cái yếu tố của truyền thống, nó vừa mang yếu tố của hiện đại. Cho nên là Thị Màu đeo lên và cắn đá. Ủa, rất câu đẹp. Hỏi của Duy Khánh là được giải đáp từ đây luôn nha. Tự okay, hỏi, tự trả lời. Tự trả lời luôn. Rất đẹp, và chúc mừng em và chúc mừng Thị Màu. Hy vọng là top trending sau 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi! Kéo rưỡi, kéo rưỡi. Kéo rưỡi nha. Kéo rưỡi, đúng không? Rồi, chị, hai chị của em nói tiếp luôn. Hai chị luôn, tiếp luôn. Và ca sĩ Nguyễn Hai Yến à. Do. Chị nghĩ là em xin chào mọi người. Trời ơi, chị Yến tụi em làm dữ lắm. Tới đó. Không phải là 2 tiếng mà là 1 tiếng để chị lấy 2 triệu. Ơi em, đây thế này, đầu tiên là cho Hải Yến chào tất cả mọi người. Yến phải nói thật là rất là lâu rồi Yến mới tham gia một cái buổi họp báo, và Yến cũng là một cái người thực sự là hơi nhát đi họp báo đấy, cái này Yến phải nói thiệt. Nhất là mấy năm trở lại đây, và Hòa gửi được mời một cái là Yến sắp xếp ngay vì Yến đến cả Hòa. Và có một cái điều Yến rất thích trong cái câu nói của Hoa Trâm đấy, chứ là em đã tìm được chính bản thân mình. Vì Hòa ấy có một cái nguồn năng lượng, đầu tiên là một cái sự tích cực và một cái sự gần gũi để tạo cho cái người đối diện luôn luôn có cái cảm giác yêu mến, và cái cô gái để truyền cái năng lượng cho người đối diện. Đây là một cái điều rất là hiếm có và ít có đối với các bạn trẻ ở thời đại bây giờ nha. Ý phải nói thiệt là như vậy. Cái thứ hai là Hòa là một trong những cái người được sở hữu, như Trâm nói đấy, là em sở hữu một cái được gọi là những cái năng lực lõi của em ấy ở về những cái văn hóa truyền thống của khu vực phía Bắc mình. Em sở hữu cái đấy rất mạnh luôn, và chị rất là vui khi nhìn thấy em rằng là ngày hôm nay em đã có một cái điểm khai thác. Và đặc biệt em đặt để cái cá nhân em vào cái nhân vật rất đúng, đấy chính là Thị Màu. Một cái nhân vật mà ở trong Thị Màu em có thể có đất diễn. Bởi vì sao? Nó có một cái gì đó rất Hòa Minzy có một cái gương mặt trời phú nha. Thì này cô ngồi cạnh Trâm mà nói: trời ơi con, thì người ta không sửa một cái miếng nào mà sao đẹp thế đâu. Lần nào đi vào phải sao không có tí phẫu thuật mà sao mặt xinh thế. Thì đây trời cho em một cái gương mặt rất xinh. Ngoài ra nó có trên cái gương mặt, những cái cơ mặt ấy, cái cơ mặt của bạn ấy có những cái biểu đạt rất là tốt. Chính vì thế là với ai có thể là khó khăn trong cái vai diễn Thị Màu, nhưng với Hòa chị nghĩ nó như là một cái cuộc rong chơi trong cái hình ảnh này. Và khi cái gì nó rong chơi thanh thản, bình thản, và đặc biệt nha, chị cảm nhận được cái sự mong muốn làm về văn hóa của Việt Nam ở trong em, nó rất sâu đậm luôn. 5 triệu chắc chắn. Chốt được. Bao nhiêu em? 5 triệu. 10 triệu giải đặc biệt. Chị em cho về chị. 190986. Trời ơi. 9 mờ bê bay. Thôi tính ra là lỗi em ha. Tính ra lỗi em. Lúc đầu em nói với mọi người, lúc em chào đầu đúng không ạ? Mọi người tới đây là bằng sự yêu thương. Nhưng dạ, cảm ơn Hòa Minzy ngày hôm nay đã bao rạp một cách công khai để cho tất cả chúng ta được xem một cái MV rất là đã, đúng không ạ? Em chẳng nói gì hết. Dạ. Nếu tự nói ấy. Dạ. Người làm chứng giúp em ý. Thật ra thì để mà nói về Hòa Minzy thì trước đến giờ dù chị không ra MV hay là không ra bất kỳ một sản phẩm nào thì chị vẫn luôn nổi tiếng, vẫn luôn có rất là nhiều show diễn. Thì đó là một trong những cái điều khiến em cảm thấy nó tuyệt vời. Và hôm nay đây là một trong những sản phẩm trong năm 2023 em nghĩ nó sẽ đánh dấu một cái điều gì đó để chị thăng tiến hơn nữa và đạt được những cái đỉnh cao tốt hơn. Và đặc biệt là như mọi người nói nãy giờ là đây 5 triệu thì em xin phép được lấy khoảng 6 triệu cho cái cuộc phỏng vấn này. Bao nhiêu phút? 19 giờ ra mắt. Em nghĩ là 19 giờ 10 thôi là chúng ta sẽ lên từ cấp 1 trên đêm. Dạ. Ngày hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng share cho Hòa Minzy để Hòa Minzy lên đỉnh cao mới, được không ạ? Cảm ơn rất nhiều ạ. Tới lên rồi, 19 giờ 10 rồi anh ơi. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Theo anh thấy trong MV thì nghe cảm nhận của em cũng là một cái người mà xem Hòa Minzy cũng rất là nhiều sản phẩm rồi. Thì đến sản phẩm ngày hôm nay thì anh thực sự thấy là cái màu sắc của Hòa càng ngày càng rất là đậm nét và rất là rõ nét Hòa Minzy, cũng như là trong âm nhạc cũng như là giọng hát của em thì anh cảm nhận được nó rất là nhiều, và một cái màu sắc rất là riêng biệt. Và anh mong em sẽ luôn rực rỡ như vậy và sẽ ngày càng rực rỡ nhiều hơn nữa. 19 giờ 10 rồi hả? 19 giờ 05 à? Chết chưa? Anh ơi, cú chốt. Bùi Công Nam em ơi, chốt đơn rồi. Ok, chào mọi người. Anh Nam là người rất là hay ra mắt những cái sản phẩm mà có gọi là
gọi là gì anh nhỉ, cái hơi hướng kiểu dân gian, kiểu dân gian. Thực ra thì khi mà Nam hôm nay mà nhận lời mời đi xem MV này của Hòa thì Nam cũng rất là ngạc nhiên, tại vì khi mà nhận được cái poster, tại vì Nam nghĩ là Hòa sẽ ra một bản ballad nào đó tiếp theo, nhưng mà đây là một cái lựa chọn mà Nam nghĩ rất là táo bạo và liều lĩnh, nó không có phải là một bài hát thị trường mà để mọi người có thể viral kiểu hát theo. Thì Nam tin rằng đây là một bài nãy giờ mọi người khen cũng nhiều rồi mà Nam cũng không biết nói gì, ngồi nghĩ không biết nói gì, thì đây là một bài hát mà Nam nghĩ chắc chắn sẽ viral trong tất cả những cái buổi diễn văn nghệ của tất cả các bạn học sinh. Văn nghệ hả anh? Văn nghệ. Ý là mình có thể to hơn là khoảng là lễ hội truyền thống của festival của giao lưu Việt Hàn hay Việt là Nhật Hàn hay gì đó không anh? Chúng tôi sẽ được phép nhận lại của Bùi Công Nam 70 triệu. Không, thực ra thì Nam cũng có một cái tiết lộ, đó là không biết hồi đó Nam gửi cho Hòa bài Thì Nở mà không lấy nên Hòa ra bài Thị Màu để dằn mặt đó. Không, đây là một, và Nam cũng thực ra thì Nam thấy đây là một sản phẩm mà Nam nghĩ rất là đầu tư, và Nam cũng rất là hâm mộ anh Nhu Đặng, và Nam cũng tin rằng là bài hát này sẽ thành công, và Nam mong rằng là Hòa sẽ luôn luôn được mọi người yêu mến.